Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một phần chơi mang tên là RL Craft, hay đọc tiếng Việt là RL Rap. Nhưng mà, ta sẽ bắt đầu ở chế độ Hardcore. Chúng ta sẽ vô coi, đây là chế độ Hardcore, và gọi tên thế giới là RL Rap. Nhưng mà khoan, Hardcore nghĩa là gì? Để đi hỏi chị G coi, Hardcore có nghĩa là gì? Và đây, Hardcore là khó tính. Giờ mình sẽ đổi lại ngôn ngữ ở trong game. Chọn vô phần Language là ngôn ngữ, kéo xuống tìm tiếng Việt. Ở đây, bấm vô và chờ một chút xíu để game có thể thay đổi được hết tất cả ngôn ngữ về tiếng Việt. Đã đổi ngôn ngữ xong xuôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo một thế giới mới, vẫn gọi tên là RL Rap và chuyển sang chế độ chơi Hardcore, hay còn được gọi là siêu khó đối với phần chơi Minecraft, và đọc cái hướng dẫn bên dưới giống như chế độ chơi sinh tồn, nhưng mà khóa ở độ khó cao nhất. Và chỉ có một mạng duy nhất mà thôi. Sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu và tạo một thế giới mới. À, thế giới mới gì kỳ vậy? Tôi đang ở đâu? Không! Cái gì gì vậy? Tại sao lại có chuyện này nữa? Vừa mới bắt đầu. Đây là đâu? Đây là đâu? Đây là đâu? Vừa mới vô mà. Là sao? Là sao? Rồi, chúng ta nghe tiếng âm thanh của bóng tối gì này nọ. Nhưng mà tại sao? Đây là trong một cục đá. Ôi không! Thả tôi ra! Mình đang ở đâu? Rồi, xong luôn. Ở đây là chế độ Hardcore siêu khó, chỉ có một mạng duy nhất mà thôi. Bây giờ ta chỉ có hai lựa chọn, một là theo dõi, hai là xóa thế giới. Bây giờ mình sẽ tạo lại một thế giới mang tên là RL Rap số 2. Bắt đầu ở chế độ Hardcore và tạo. À, ta đang ở đâu đây? Ở giữa biển luôn. Ôi nguy hiểm quá vậy. Gì mới vô ở giữa biển nữa? À, có con thuyền luôn không vậy? Và bên kia có một pháo đài bay. Rồi bên này có gì nữa? Bên này... Ai ơi! Ai vậy? Ai cắn tôi vậy? Ôi chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đừng có cắn tôi. Và mới vô gì đưa đi giữa biển luôn. Và có con... con ngựa nè. Hello bé ngựa. Bé ngựa đang làm gì đó? Và mới vô bị kéo máu là do thiếu oxy. Và phải mau chóng bơi vô bờ. Ở đây có một ngôi làng. Và những người ở đây là họ sống ra tới ngoài biển luôn. Ghê thiệt. Ồ, và bên đó cũng có thể qua được kìa. Để qua đây trước. Ồ, chỗ này có bờ luôn nè. Vậy để vô ngôi làng trước. Phải vô trong đây trước mới được. Lấy đồ này nọ. Và có cây mía. Giờ không đập được cây mía luôn. Mở cửa, mở cửa. Có gì đây, có gì đây. Trên lầu mở lên. Có cái giường ngủ. Và bị nguyền rủa. Không. Sao bị nguyền rủa? Bị nguyền rủa rồi sao đập đồ? Nguyền rủa trong vòng 5 phút luôn ông ơi. Rồi sao? Có tiếng con nhện nữa kìa. Ở đây gần thủy cung hả? Thủy cung đâu vậy? Thủy cung đâu? Thủy cung đâu? Thủy cung ở rất là gần luôn á. Cho nên mình mới bị nguyền rủa. Mình đang tìm kiếm thủy cung. Nhà này không ai ở. Và phía bên đây là một đống gỗ luôn. Ở đây không có thu hoạch được luôn nha. Không thu hoạch được đâu. Mở thùng. Có gỗ hay quá, mừng quá. Mới vô có gỗ là một cái tín hiệu vô cùng đã luôn á. Có gỗ là làm được rất là nhiều thứ. Và mở lên coi đó đã chưa. Gỗ không kìa, thấy không? Và đập được không? Không thể nào đập được. Ta đã bị nguyền rủa và có thịt luôn. Hay quá. Rồi có than không? Có than luôn đi. Mở lên coi có sắt luôn. Vui luôn. Đã quá đã rồi. Rồi và giờ tìm kiếm coi căn nhà nào có than để mình nấu đồ ăn lên luôn. Ở bên kia có một bức tượng. Rồi mấy bé này đang làm gì đó? Căn nhà này nhìn đã quá vậy ta. Hello. Và có thịt nè. Có lông cừu nữa. Tuyệt vời luôn. Có được một ngôi nhà là một cái sự sung sướng rất là khủng khiếp trong phần chơi RL Craft. Trong những tập đầu tiên họ có bàn chế tạo luôn kìa, thấy không? Có bàn chế tạo luôn. Làm liền cuốc chim bằng sắt và là xài được không? Không xài được. Muốn khóc quá. Không xài được. Tại vì nó yêu cầu phải có cấp độ. Vậy làm bằng gỗ trước đi. Bằng gỗ thì xài được. Giờ đi đào đá cuội. Ê! Ê! Có gì vậy? Có gì vậy? Có gì vậy? Đi ra! Đi ra! Rồi xong luôn. Ta sẽ tạo lại một lần nữa. Và gọi thế giới này sẽ là RL Craft số 3. Và chế độ Hardcore. Tạo thế giới mới. Và lần này ta sẽ được đưa tới một nơi nhìn cũng rất là đẹp.
Và đây là một cánh rừng có hang động luôn. Hay quá. Rồi lần này là có thể khởi động một cách bình thường được chưa? Và có vẻ như có thể khởi động một cách bình thường được rồi. Nhưng có mấy em bên kia chạy. Chạy ngay ra luôn. Chạy đi. Trong đó tối thui à. Ở đó chết đó. Rồi bà đừng có dí tôi nữa nha em zombie. Và có con gì kìa. Con khủng long. Ở đó có cái nhà gì nữa kìa. Và chỗ này nhìn cũng thú vị nè. Có sắt luôn kìa. Có heo luôn kìa. Và có một bức tượng. Có cù luôn. I love you và có cô tiên. Ôi cô tiên ơi. Cô tiên, cô tiên. Cô tiên sẽ cho hồi máu mà sao cô tiên bay đi mất tiêu rồi. Cô tiên hạ cánh xuống đi. Hạ cánh nơi tôi nè. Xuống đi cô tiên ơi, cô tiên. Cô tiên không thèm nghe mình kêu rồi. Hận cô tiên. Có cô tiên mà cô tiên chạy đâu mất tiêu à. Và ta sẽ cần phải đập mấy cục này ra trước. Hãy mau chóng. Đập ra, đập ra. Và có được một cái flint. Chính xác luôn. Rồi đâu, rớt ra cục gì rồi, rớt đâu rồi. Hả, sao rớt xuống dưới hết rồi. Lụm lụm lụm. Mau chóng lụm lại, lụm lại. Và có được một cục này thôi. Có gì đây không? Sao ghê vậy? Sao tối thui ghê vậy? Rồi và có cục này không phải nha. Nhìn giống giống thôi nhưng mà không phải. Bây giờ phải đặt xuống, đập ra. Đặt xuống và đập ra. Đặt xuống và lại tiếp tục đặt ra. Lụm lấy, lụm lấy. Đi qua đây luôn, đi qua đây. Đó, cô tiên đi xuống rồi kìa. Đó, cô tiên cho được hồi máu kìa. Sung sướng chưa? Hai cô tiên luôn. Cảm ơn cô tiên nhiều lắm. Và sao bên đây nữa? Đập ra. Ôi hai cái luôn, hay quá. Tiếp tục, tiếp tục. Lấy ra, đặt cái này xuống. Đó, cô tiên đang cho hồi máu nè. Sung sướng không? Phải tìm cách bắt giữ cô tiên mới được. Ôi, còn cục nữa đâu rồi? Cục nữa nè. Giờ để ra đây. Đập ra luôn. Đập ra và đập ra. Rồi ta mau chóng đặt thêm cục này ra nữa. Và bể luôn rồi. Cục này cũng bể luôn cho vui coi. Hỏng ra. Mình là cần cái flint á. Chúng ta leo lên trên đây. Leo lên. Bấm phải chuột, phải chuột, phải chuột. Rồi chừa lại một cái đi. Lụm, lụm. Không lụm được nữa là khóc hận luôn á. Rồi đi tìm mấy cái cây. Giờ trong phần chơi này là không có chặt cây kiểu này được nha. Không chặt được. Và phải đập những cái lá. Để đi tìm những cây que bình thường. Và rớt ra cái gì đây? Rớt ra món này. Night Cutting. Rồi và đập ra. Cái này chưa có xài được nữa chứ. Đó và rớt ra rồi kìa. Ôi xém nữa thì rớt thẳng xuống dưới luôn. Hay quá. Đi chỉ dòm lên mà không dòm xuống là có ngày trả giá là như vậy á. Mấy cây luôn kìa. Đã chưa? Rồi làm liền một con dao. Để lên đây là con dao. Chúng ta sẽ cần phải đập thêm bên đây ra. Đó mấy cái phần cỏ nè. Đập cỏ ra hết. Lấy, lấy. Lấy liền, lấy liền. Khởi đầu này có vẻ tốt. Và đập ra luôn. Đập ra, đập ra. Lấy đá. Mấy cục đá đó mình có thể lấy lên. Mình làm thành đá cuội được luôn. Nhưng mà mình không có làm được cái con dao bằng đá cuội nha. Chúng ta coi con dao. Knife. Là con dao. Con dao bằng đá cuội có không? Nhìn vô đây. Đây là throwing knife. Cái này không phải. Con dao này nè. Dao này chỉ có cấp độ từ bằng sắt thôi. Và để hưởng sái cô tiên ấy coi. Có hai cô tiên luôn. Thật là sung sướng. Và biết được thêm về các cô tiên. Rồi có mấy bé cù nữa. Ta phải nhanh chóng mới được. Trời sắp tối rồi đó. Giờ làm xuống đây. Rồi cần phải gom món này lại. Làm bên đây. Và bấm cây rìu. Cây rìu được làm từ flint. Nó đâu, nó đâu. Bèn cây rìu đây. Có rìu. Có rìu là có thể chặt cây được. Mau chóng đi chặt cây. Chặt cây thôi. Chặt hơi lâu một xíu. Nhưng mà đã có thể bắt đầu được rồi đó. Chặt ra. Bật gãy cái cây. Cây ngã, cây ngã. Đè chết nha. Mọi người nhớ tránh ra nha. Có gỗ luôn. Hay quá. Giờ để em này xuống. Bấm phải chuột. Để em này xuống. Bấm phải chuột. Phải chuột. Và lụm lụm nè. Giờ lấy lại hết mấy cái phần này luôn. Và còn mấy cái hộp đó không? Hết rồi. Nghe tiếng gì đó? Nghe tiếng chim gì ghê quá vậy? Ôi và có cái cây khổng lồ luôn kìa. Sung sướng, sung sướng. Rồi để kiểm tra coi mình có thể làm một công thức này không? Công thức này nó cần phải có farming cấp độ 8 lận. Không có xài được. Giờ ta sẽ cần phải nâng cấp lên.
Ủa, cổ chỉ được có nhiêu đó thôi hả? Hồi nãy thấy bấm hai lần mà. Kỳ vậy. Đập ra. Cổ 4 nè, ít vậy. Đây là bàn chế tạo, nhưng mà chưa có đá cuội. Đi gom đá cuội liền. Thay vì phải đi đập 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 gì này nọ khó khăn, chúng ta gom đá cuội ở đây. Là mấy bé đừng có chọc tôi nha. Chọc tôi chạy đó. Và có một ngôi làng tiếp. Hay quá. Có cô tiên có ngôi làng luôn. Thật là sung sướng. Và vô coi trong nhà này có gì. Có một cái giường kìa. Có nơi có thể ngủ được qua đêm rồi. Và có chỉ luôn. Đã liền. Quá đã. Rồi chạy đi liền. Trên đường đi nhớ lấy thêm đá. Và lại lại chỗ này. Em này không có làm gì đâu. Em này hiền lắm. Chúng ta đi ngang thôi nè, thấy không? Đụng đụng sờ sờ thôi cũng đâu có sao đâu, em nó hiền lắm. Rồi bà có đá không em? Đá bên đây, lấy thêm cục nữa thì là làm được hai cái. Lấy xuống rồi để cái bàn chế tạo xuống, mình có thể làm được cây cuốc chim bằng đá và có thể xài được luôn cuốc chim. Rồi đập ra lẫm lên, đi qua đây coi thử mọi người đang làm gì ở đây. Mọi người ơi, đó có một ngôi làng và nhớ cẩn thận. Ai da té nữa, rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm. Ơi con gì vậy? Làm giật mình, không cho đập đá, yêu cầu phải có cấp độ đào bới cao hơn, phải đi hạ gục mấy con quái. Chúng ta sẽ cần phải vô trong ngôi làng. Đập được không? Không được luôn. Cây mía là cũng cấp độ 4 luôn. Và thu hoạch được không? Không được luôn. Tất cả mọi thứ đều bị từ chối. Và em đó là em bảo vệ thôi, không có đánh đấm gì đâu. Chừng nào cà khịa em mới quánh. Đừng cà khịa là được. Rồi bà vô trong nhà người ta coi. Có gì nè, ôi bộ đồ không? Ôi tưởng nhìn bộ đồ chứ. Và có được đồ ăn. Đồ ăn, đồ ăn. Tôi khoái này nè. Có được cái bánh nữa nè, lấy luôn. Đồ ăn. Rồi bà mấy anh dân làng trao đổi gì đây? Wow. Nhưng mà đồ cấp độ hơi bị cao. Chúng ta chạy vô có bàn chế tạo, có được đồ ăn sung sướng và có một cái giường. Ngôi làng này thật là ấm cúng quá. Và mấy em kia ồn quá nha. Ồn quá. Và chỗ này đồ ăn là ngập mặt luôn á. Cá rồi gì tùm lum hết. Và có lò nấu luôn kìa. Có thể nấu được luôn. Và bây giờ mình sẽ cần phải ăn vô một cái. Ăn vô. No bụng. Rồi đi kiếm miếng nước uống. Hello, hello. Và có con gì nữa kìa. Ê, bậy nha, bậy nha, bậy nha. Bậy nha. Tôi không có làm gì nha. Hội và em đó xử hết ở đây rồi. Mấy bé cù thật là tội nghiệp. Bị xử hết cơn luôn. Cái con đó nó săn á chứ đâu. Cái con đi săn mồi á. Ăn hết mấy bé cù luôn. Và có than nè. Đập lấy than đi. Đập lấy. Nhớ lụm, nhớ lụm. Lụm, than, than. Đưa cục than cho tôi. Vậy sao kỳ vậy? Rồi đập bên đây nữa. Rồi và lụm lụm lụm. Nhảy lên lụm. Giờ chỗ này có nước nè. Vô đây uống nước. Uống nước ở đây là uống nước dơ. Nhưng mà có nước uống là ngon rồi. Không có thế nào mà. Ôi và có được miếng thịt luôn. Cần gì phải quan tâm. Có được nước, có được đồ ăn là ngon luôn. Mở cửa, mở cửa. Nhà này vô chưa? Có sắt luôn, hay quá. Có sắt luôn. Rồi cho mượn chế tạo cái coi. Ta sẽ cần phải xử lý. À, phải xử lý gỗ nữa. Giờ để miếng gỗ xuống. Chui vô đây trốn luôn. Chui vô đây trốn. Lấy và làm gỗ. Để xuống không được. Nó sẽ cần phải bỏ xuống và xử lý thêm một lần nữa. Đó, bấm phải chuột cái. Rồi xong. Tự nhiên bấm ba cái nhà của người ta rồi ông ơi. Bấm ba cái nhà nó luôn rồi. Và làm được một cây cuốc chim. Nhưng vẫn chưa xài được. Vậy thôi thì lấy xuống đi. Không xài được thì làm gì. Làm được cái nón nè. Nhưng cũng chưa xài được luôn. Đồ này chưa có món gì xài được hết trơn hết á. Coi thử coi gỗ có làm được cái nón không. Không có cho làm cái nón. Rồi như vậy là ta có được đồ ăn thôi. Trước mắt có được đồ ăn. Giờ phải có cái kiếm bằng đá trước. Kiếm bằng đá. Đi đào đá. Và trời sắp tối. Không lo. Có chỗ ngủ. Có gì mà phải lo.
có chỗ ngủ rồi. Giờ bên đây cũng chưa cho đào nữa. Ở đây là nhà của người ta cho nên mình không có đào ha. Mình sẽ đi kiếm chỗ khác mình đào. Ví dụ như bức tường bên đây. Mình ra mình đào bức tường bên đây đẹp hơn. Rồi hello hello. Rồi và đào thêm chút nữa đi. Rồi ta đi ngủ. Đào ra luôn. Ta sẽ có đá nè. Đó đá nè. Đã chưa? Đã đó. Mới vô có được một ngôi làng là thấy sướng rồi đó. Có thể bắt đầu thoải mái rồi. Tối rồi. Đi ngủ đi ngủ. Mình đã đào đá xong xuôi, bây giờ mình phải đi ngủ. Vô dành giường với mấy ông dân làng. Hello, hello. Nhà nào cho tôi dành giường cái coi. Bên đây có một căn gần nhất nè. Chạy lên. Mở cửa. Ngủ chưa? Chưa ngủ hả? À, để tôi vô cho, đừng lo. Tôi ngủ giùm cho. Mấy ông đừng ngủ. Ok luôn. Ngủ lại hồi máu này nọ luôn. Hay quá. Và có gì trên đây một đống vậy? Ôi, ai nó tàn phá nơi này? Lấy liền. Ủa và nó despawn mất rồi kìa. Tại vì nãy lên trễ quá. Ai đã tàn phá khu vực này? Tại sao lại như vậy? Hả? Trả lời cho tôi biết đi. Ôi nó biến mất hết rồi. Mình lấy được mớ thôi à. Giờ đây là lúa mì. Và có một tòa thành bên kia. Ta mau chóng xử lý những cái công việc khác cũng rất là quan trọng. Giờ cần phải đi đào bới nè. Ta vô đây nâng cấp. Thì nâng cấp đào bới chưa đủ cấp độ. Phải nâng cấp lên. Có mấy cái lồng cù. Thì kiếm cái nhà nào đó. Chúng ta bỏ đồ vô một cái. Nhà ông này đi. Wow, nhà ông này cũng ngon nè. Có cây rìu sắt luôn nhưng mà chưa xài được. Thì cũng không cần lấy đâu. Lấy nhiều quá cũng không làm gì. Thôi cứ bỏ ở trong đây trước. Bỏ vô. Mấy cục này mang theo. Và mình cần có một cây kiếm nha. Chúng ta vô làm cái kiếm. Kiếm bằng đá. Đây là đá và cây kiếm. Thì chưa có xài được kiếm sắt cho nên chưa làm cái kiếm bằng sắt thôi. Rất đơn giản. Và làm thêm cây rìu bằng đá. Cái món đồ này không có cần xài nữa. Nhìn lại một cái. Bỏ miếng thịt waka này vô. Đi. Giờ đi khám phá coi. Bên kia có gì thú vị. Và cô Tiên ơi. Hồi cho miếng máu cô Tiên ơi. Cho miếng máu rồi đồ ăn đâu? À, nước uống đâu? Nước uống. Ôi không! Ôi không! Tại sao lại có con đó nữa? Tại sao nó lại ở đây? Ngôi làng thương yêu! Không thể nào chấp nhận được. Tại sao các bạn lại ở một cái nơi mà nguy hiểm như vậy? Tại sao lại như vậy? Hả? Nó kìa! Ôi con rồng! Tại sao lại có nó ở đây? Nó sẽ tàn phá ngôi làng thương yêu mất. Làm sao đây? Ta nên sát cánh chiến đấu hay là ta nên đi khỏi đây? Bây giờ mình rất là phân vân, mình không biết ta nên chiến đấu hay đi khỏi đây nữa. Tại vì người ta cho chúng ta được rất là nhiều đồ. Mà không lẽ giờ chúng ta nỡ lòng nào mà bỏ đi thấy cảnh con rồng ở đó. Đúng không? Mà con rồng nó cũng không có tấn công xuống nữa. Rồi bé rồng này biết khôn nữa. Bé rồng mà tấn công xuống là mình chạy liền á. Giờ ta đi qua bên kia. Nhảy qua bển. Không tới, thiếu chút xíu nữa. Gì đó, em đó làm gì? Tôi có làm gì em đâu. Hả? Họ làm gì vậy? Mấy bé làm gì vậy? Cắn nhau hả? Đang cắn nhau kìa. Cắn ghê thiệt. Hưởng sai. Cắn tiếp đi. Cắn tiếp. Ủa bé rồng biến mất rồi. Cắn nhau tiếp đi. Đúng rồi. Hãy cắn đi. Ta coi quan sát chiến. Chắc là tranh giành lãnh thổ hay sao đó đó. Cho nên mấy bé này mới chiến đấu với nhau. Xong chưa? Sao vừa cắn vừa hồi máu? Ở đây tôi giúp tay cho. Ui da. Nó giận lên rồi. Con đó nó giận lên rồi. Nó giận lên. Nó qua nó cắn mình. Đừng có giỡn nha em. Đừng có cắn tôi. Thôi tôi chạy đây. Cắn gì mà cắn. Cái gì đi lên đây luôn hả? Ghê vậy? Lên được luôn. Đi về đi. Rồi vô kiểm tra trong này liền. Bé Long biến mất rồi. Khu vực này sẽ được thanh bình thôi. Và đây là tàn tích của một tòa thành. Đã từng có một tòa thành hùng mạnh ở ngay tại đây. Nhưng mà người ta đã đi mất hết trơn rồi. Chúng ta xuống dưới này lấy. Lấy cái lò nấu. Ở đây có đá cuội. Khỏi cần làm. Lấy thôi. Sung sướng. Và leo lên không được rồi. Leo lên bên đây.
Gì vậy, gì vậy? Ủa có cái gì vậy? Ê có cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Ốc lắc hả? Có cái gì đó nó lắc nè. Chỉ cần bấm phải chuột vô là nó sẽ hiện ra lại nữa. Có cục gì đó nó bị lắc đó, nó chưa có thể hiện ra hết á. Giờ phải đi tìm kiếm những cái mục tiêu mà dễ ăn hiếp. Bên đó có cái nhà gì kìa. Bà con đó cũng phải coi chừng nó. Wow, có rất nhiều tàn tích ở đây. Bé Long thì... Ê, không thấy, mới nói không thấy. Vậy là qua bển là chết nha, qua bển là chết đó. Bé Long đang đi bảo vệ cái vùng lãnh thổ. Đó thấy ghê không? Căng thẳng chưa? Ta mau chóng chạy đi. Và con tôm hùm kìa. Qua bển. Trả thù con tôm hùm. Tôm hùm. Vô đây, vô đây. Có kiếm rồi, chém tôm hùm. Chém tôm hùm liền. Giỡn mặt hả tôm hùm? Ôi tôm hùm còn nhiều vậy. Đi kiếm cô tiên rồi. Cô tiên ơi. Ở đây có cô tiên nào không? Sao đây không có cô tiên nào hết trơn vậy? Không có cô tiên sao hồi máu? Phải hồi máu mới chơi được tiếp. Bên này có gì? Bên này là một tàn tích của một ngôi nhà. Ở đây cũng vậy. Và có cái con kia kìa, nó dữ lắm á. Thôi chạy ngược về đây đi. Chúng ta đi tìm cô tiên. Đó 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 cô tiên nè. Cô tiên ơi hồi máu giùm đi. Hồi máu một cái hả? Cái đi ăn hiếp tiếp mấy cái con tôm hùm. Rồi và được hồi máu rồi nha. Xuống đây. Một đống sỏi luôn, tha hồ xài. Rồi và đơn giản nhất là đi săn tôm hùm. Chúng ta có thể nâng kêu được rồi đó. Bấm vô kêu mining hay là kêu attack gì này nọ là nâng được rồi đó. Nhưng mà nãy chưa hạ gục xong. Phải đi qua bển một lần nữa. Đàn tôm hùm ơi, tôi tới đây. Giờ tôm hùm này đem đi hấp. Đi luộc hả? Ôi có cô tiên đen nữa kìa. Cô tiên đen. Tôm hùm. Giờ muốn tôm hùm làm kiểu gì đây? Chém. Chém. Chém nè. Rồi và có thịt tôm hùm luôn. Ây da. Đánh nhanh vậy. Đánh nhanh quá. Ôi, và có tử thần xuất hiện. Tử thần vô đây. Ây da. Ây tử thần. Đúng là tử thần thiệt. Tử thần chơi kỳ quá nha. Tử thần nè. Tử thần chơi kỳ quá. Chơi tối tăm mặt mày luôn. Và rớt ra một cái đầu xương đen luôn mới ghê. Tử thần này cũng chịu chơi. Rồi đi ra đây. Cô tiên đen ơi, hồi máu giùm em đi. Có được cái đầu luôn nè, đội cái đầu lên chơi. Ha ha ha. Ủa không có được cho phép đội luôn mới ghê. Tại vì cấp độ cao quá, không có đội được. Ô miếng nước. Và cô tiên. Cô tiên bay đi đâu vậy? Cô tiên ơi. Hồi máu cô tiên ơi. Hồi máu. Cô tiên. Khổ với cô tiên quá. Cô tiên kia nằm ở xa quá. Hỏi con nó muốn chơi nữa hả? Thôi mình chỉ ăn tôm hùm thôi. Mình lên kiếm tôm hùm tiếp. Đâu còn một em tôm hùm bên kia. Và ở đây có nước luôn nè. Uống miếng nước cái. Uống nước dơ không à. Hello. Và ngôi nhà đó có gì? Đó. Còn một em tôm hùm. Em về luộc. Vô đây. Đem về luộc tôm hùm luôn. Vui. Ủa còn con nữa kìa. Còn con này nè, nãy nó trốn nè. Trốn không. Tôm hùm. Phải ăn hiếp mấy cái con nhỏ nhỏ này trước. Chúng ta mới có đủ để nâng cấp. Và nâng được điểm gathering farming gì lên luôn nè. Chắc phải nâng farming lên. Để mình có thể lấy được đồ ăn. Nâng lên cái. Attack. Nâng lên luôn. Rồi defense gì này nọ cũng phải nâng lên theo. Ví dụ như defense nâng lên để xài đồ nữa. Rồi đi tìm tiếp. Bên kia. Tòa nhà gì đẹp quá vậy? Và đầu này có gì không? Tòa nhà này là gì? Tại tòa nhà này đẹp quá. À nó chỉ có một phần thôi. Vậy là khu này bị bể rồi. Bị phá tan tành. Chắc bé Long phá chứ ai biết mà. Hỏi giới thiệu bé Long là chuyên môn làm những cái chuyện mà quậy phá như vậy. Bây giờ để đập ra bên đây. Ở đây là một ngọn núi tuyết nha. Chúng ta phải mau chóng xử lý. Lấy hết đồ. Lụm lại hết.
mình đã có than đầy đủ rồi, mau chóng chạy về, trời tối rồi. Và chuyến này đi là có được thêm kinh nghiệm này nọ là quá đã luôn. Nâng cấp ở thắt lên thêm miếng để xài được vũ khí tốt hơn. Chúng ta coi cây kiếm bằng sắt coi, Iron Sword, kiếm bằng sắt nè, à thắt 8 lần. Cho nên phải cố gắng nâng cấp lên thêm. À và có một cái điểm nâng 1 được á, điểm Gathering đi. Ủa chưa nâng được, Gathering chưa nâng được. Rồi mau chóng chạy về. Chạy về phải cẩn thận. Để đi bơi một cái coi. Đi bơi vừa uống nước. Qua đây qua đây. Chạy về ngôi làng ngủ ở trỏng á. Và có con gì vậy? Cái con không phải sư tử đầu chim. Nó là cái thân ngựa nhưng mà đầu đại bàng hay sao á. Nó đang bị dướng ở trên cái cây rồi. Thật là tội nghiệp. Thôi em dướng ở đó luôn đi. Và ta dòm thử coi bé Long đâu. Bé Long ơi. Rồi bà trời, cái ghê quá vậy. Chắc phải đi về sớm. Coi chừng. Ui da, thì cũng để té được nữa. Mau chóng chạy về. Ngôi làng thân yêu. Tôi tới đây. Và sao ghê quá vậy. Chỗ nào cũng đi xuống té trơn hết á. Cái đường này đi lên. Ở đó là có sắt mình thấy rồi. Thế nào mình cũng lấy thôi và mình nằm xuống mình ngủ một cái. Rồi ngủ dậy xong xuôi rồi đó. Chúng ta sẽ cần phải coi đào thêm sắt nè. Hồi nãy chưa có đi đào sắt này nọ. Rồi đi đào sắt. Mặc dù có sắt rồi nhưng mà cũng phải đi đào. À, cấp độ 4 mining luôn. Bắt buộc nâng điểm. Đây là cấp độ 2. Mới có cấp độ 2 thôi. Ủa mà sao bé đó dính chảnh đó hoài vậy ta? Là sao? Dính trên đó hoài luôn á. Rồi mình đi qua bển bé đó có bay xuống không? Thí nghiệm. Mình nghĩ bé đó dính chảnh luôn rồi. Chúng ta sẽ núp lùm nha. Và nó đang làm gì kìa? Ơi, nó đang làm gì vậy? Ôi không, chạy. Chạy. Ôi, nó phun lửa kìa. Ôi đừng như vậy mà. Em chỉ định cà khịa xíu thôi anh Long ơi. Anh đi chỗ khác chơi giùm đi. Rồi thôi đừng cà khịa nó nữa. Không có đào được. Giờ sao giờ? Phải đi hạ gục mấy cái con nào mà dễ hạ gục. Ví dụ như con tôm hùm nãy á. Rồi mấy bé này hả? Mấy bé này hạ gục tội nghiệp. Có heo kìa. Có heo. À có than. Chúng ta đi đào than kiếm thêm kinh nghiệm đi. Đào than nè. Đó. Đào cũng kiếm được thêm kinh nghiệm mà. Nhưng mà không có tăng cấp kỹ năng đào nha. Chỉ được kinh nghiệm rồi mình mới nâng cấp được. Ở bên kia có con cốc độc kìa. Chúng ta sẽ qua bển và xử lý nó để kiếm thêm kinh nghiệm. Chém nó một cây. Nó chạy rồi. Hi hi. Và nó để lại một cái vệt độc. Miễn sao tránh cái vệt độc đó ra là được. Đó đó, nó làm con khủng long dính độc rồi kìa. Nó chạy nhanh vậy. Chạy nhanh quá em ơi. Nhưng mà em trốn vô đây là không được rồi. Ôi coi chừng xỉu với bé cù nha. Cái bé đó. Đâu. Chạy về hướng bên kia rồi. Mình chỉ cần tránh cái phần độc đó ra là xong. Nó đâu rồi? Ê chạy đâu rồi? Ê. Ôi con chim. Con chim này dữ lắm. Một trong những loài chim rất là dữ. Nó bắn cái lông từ cánh của nó ra đó. Để ăn vô một cái. Ôi, con chim. Ôi, đừng. Chim nè. Tán vô một cây. Cẩn thận. Chim ơi. Chim làm gì đó. Chim nè. Ây da. Ôi, chém. Nè. Rồi xong. Ôi con chim. Mọi nỗ lực chúng ta đã kết thúc.